Tiếp theo là phần tin quốc tế. Vào sáng ngày hôm qua 12 tháng 12, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại hòn đảo chính Java của Indonesia. Vụ việc đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích. Hiện hàng trăm nhân viên cứu hộ, trong đó có cảnh sát, các binh sĩ và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn đang bị vùi lấp trong các lớp bùn đất thuộc ngôi làng Jemblung ở tỉnh Trung Java. Ngoài những người đã chết, đã có 38 người được cứu thoát và đưa đến bệnh viện. Cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia cho hay khoảng 100 ngôi nhà đã bị bùn đất đổ xuống từ các ngọn đồi cuốn trôi. Hiện khoảng 370 người dân khác tại làng Jemblung đã được sơ tán tới trung tâm tạm trú. Theo người dân địa phương, thảm họa xảy ra sau một trận mưa lớn vài ngày trước đó.